bản tin nổi bật ngay. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với bản tin nổi bật ngày. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những tin tức hot nhất trong ngày mà các biên tập viên vừa cập nhật. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay mùng 4 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra việc con hải cẩu nằm chết trên bãi cát thuộc thị trấn Phan Rí Cửa với nhiều thương tích trên đầu. Theo người dân sống gần bãi Dương, vào tối 3 hôm trước, con hải cẩu được họ phát hiện nằm chết trên bãi cát với nhiều vết máu. Với những vết thương trên đầu, có thể nó đã bị ai đó tấn công. Khoảng 2 tháng gần đây, chú hải cẩu đốm nặng khoảng 50kg này thường hay lên bờ biển khu vực đồi Dương nằm phơi nắng, nô đùa với người dân và du khách. Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 4 tháng 1, chiếc container chạy trên cao tốc Long Thành bất ngờ lạc tay lái, tông vào giải phân cách bên phải, nằm chắn ngang đường. Ngay sau đó, ô tô Ngọc Thương từ phía sau húc thẳng vào đuôi container, lật ngang. Một xe khách khác cũng của Bình Định chạy song song phía sau không kịp tránh nên tông vào xe Ngọc Thương và bị nó ép dính vào giải phân cách bên trái. Gần 20 người trong ô tô khách Ngọc Thương lộn nhào khi xe dính hai cú tông liên tiếp, trong đó 12 người nhập viện cấp cứu và một người đã tử vong sau đó. Khoảng 7 giờ 40 phút sáng nay, khi chiếc xe buýt nhanh biển kiểm soát 29B14832 khi vừa hết tín hiệu đèn đỏ ở nút giao Giảng Võ Đê La Thành đang đi tiếp thì bất ngờ bị một chiếc xe con màu bạc đi rất nhanh tạt đầu. Tài xế xe buýt cho biết chiếc xe con va vào cửa lên của xe buýt dẫn đến vỡ kính. Sau đó, lái xe vụt ga bỏ chạy, anh chỉ kịp nhìn người cầm lái là một phụ nữ. Quý vị thính giả thân mến, năm 2011, cô gái trẻ Chontitra Deborum đã gặp chàng trai Chanarong Noran. Năm 2013, cặp đôi chính thức hẹn hò. Trải qua 3 năm yêu đương mặn nồng, cặp đôi lên kế hoạch đính hôn vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 và sẽ tổ chức hôn lễ vào một ngày đẹp trời trong năm mới 2017. Vào một ngày tháng 10 năm 2016, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của Chanarong khi anh đang điều khiển xe máy tới đón người yêu ở chỗ hẹn. Vào ngày 31 tháng 12 vừa qua, hơn 2 tháng sau ngày định mệnh ấy, Chontitra thức dậy rất sớm, trang điểm thật đẹp rồi mời mọi người đến dự lễ đính hôn theo truyền thống giữa cô và Chanarong. Gia đình của Chanarong vô cùng cảm động trước tình cảm mà Chontitra dành cho con trai mình. Dưới sự chứng kiến của họ hàng thân thích, mẹ của anh nghẹn ngào trao nhẫn đính hôn cho con dâu nặng tình. Ngày 3 tháng 1, Công an thành phố Hải Phòng cho biết vừa di lý kẻ trốn truy nã về tội buôn bán ma túy là Vũ Hải Yến, 21 tuổi, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, từ thành phố Hồ Chí Minh về Hải Phòng. Trước đó, trong quá trình trốn truy nã, Yến đã vào thành phố Hồ Chí Minh và đi phẫu thuật thẩm mỹ để có một khuôn mặt khác hẳn, xóa đi nốt ruồi, xăm lông mày, cắt mí mắt, làm lại mũi để trở thành một hot girl nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa có báo cáo về tình hình tiền lương năm 2016, kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của các doanh nghiệp. Về thưởng Tết Dương lịch 2017, mức thưởng cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI với 250 triệu đồng một người, thấp nhất chỉ 30.000 đồng một người, bình quân là 273.000 đồng một người. Mới đây, khi biết được thông tin Công Vinh không được mời tham dự đêm gala trao giải quả bóng vàng vào tối nay, ca sĩ Thủy Tiên đã tỏ ra bức xúc. Lê Công Vinh sau đó xác nhận anh không được mời và khẳng định đang rất bận trên cương vị mới nên không có thời gian quan tâm đến việc này. Đến thời điểm hiện tại thì chuyện tình của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên Facebook cá nhân của tỷ phú Hoàng Kiều, mới đây có đăng tải dòng trạng thái là một bài thơ ngôn tình có nội dung nói về chuyện tình cảm giữa ông và nữ hoàng nội y. Đi kèm với bài thơ này, người tình 72 tuổi của Ngọc Trinh có gửi kèm lời dẫn: Hoàng Kiều và Ngọc Trinh xin chân thành cảm tạ tất cả các bạn với lòng yêu thương tràn đầy đã cổ vũ, yêu thương chúng tôi, khuyến khích Hoàng Kiều và Ngọc Trinh hãy tay trong tay dưới ánh mặt trời, dưới ánh trăng trong sáng, dẫn dắt nhau đi đến hết cuộc đời. Mới đây, khi được một tờ báo hỏi về việc thành công nhất của mình trong năm nay, Trấn Thành khẳng định, đừng nói riêng năm nay, phải kể là cả đời tôi luôn, thành công nhất là lấy vợ, cưới Harry Won. Tôi đã làm cái điều mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ, chưa bao giờ tôi tưởng tượng mình sẽ gắn bó với một ai,
vậy mà nay tôi đã làm được. Quý vị thính giả thân mến, tối qua, lễ trao giải âm nhạc Làn Sóng Xanh diễn ra với sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt, trong đó có Sơn Tùng, MTP và Đàm Vĩnh Hưng. Trong buổi lễ này, ngoài bài hát Lạc Trôi, có lẽ điểm ấn tượng nhất của Sơn Tùng chính là clip cuộc trò chuyện với Đàm Vĩnh Hưng. Theo thông tin từ clip thì Sơn Tùng đã trách yêu Đàm Vĩnh Hưng khi mà sau 4 lần anh nhắn tin trên Facebook nhưng đều không nhận được phản hồi của ông Hoàng Nhạc Việt. Ngoài ra, ở phần cuối, Đàm Vĩnh Hưng còn ra tận chỗ ngồi của Sơn Tùng và vuốt má yêu đàn em, khiến tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ. Thưa quý thính giả, vào khuya hôm qua, ngày 2 tháng 1, nắp cống ngăn triều cán dầu quận 12 bị hỏng. Nước sông Vàm Thuật theo đó tràn vào khu dân cư, phường Thạnh Xuân và Thạnh Lộc. Hàng trăm căn nhà ngập nặng, có nơi ngập đến 1 mét, nhấn chìm nhiều đồ vật. Trong đó, ngập nặng nhất là ở khu phố 1, 2, 3 của phường Thạnh Lộc, đối diện cầu vượt ngã tư ga. Nước ngập lên láng các con hẻm bên đường Hào Huy Giáp, khu dân cư Nam Long. Hiện nắp cống đã được trung tâm chống ngập hàn lại. Sau 29 tháng nằm viện với 24 ca mẫu, đến nay, Thượng úy Đinh Văn Dương, người sống sót duy nhất sau vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc năm 2014, đã được xuất viện. Và trong những ngày cuối cùng của năm 2016, Thượng úy Dương đã cùng mẹ, một số người thân lên lại khu vực máy bay rơi tại cánh đồng thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội, thắp hương cho 20 đồng đội đã hy sinh tại đây. Do cơ thể không còn lành lặn, không thể trực tiếp thắp hương, nên anh Dương chỉ có thể ngồi trên xe lăn, dõi mắt nhìn từng khuôn mặt trong khung ảnh của 20 đồng đội đang được phụng thờ ở đây. Thượng úy Dương cũng cho hay, nếu đủ điều kiện sức khỏe, anh sẽ tiếp tục đến thăm, thắp hương cho đồng đội, và mong ước lớn nhất của anh là có thể sớm xây dựng một đền thờ tưởng nhớ đồng đội. Không ồn ào, đông đúc cũng chẳng lấp lánh xa hoa, lễ cưới bí mật tại vùng quê mộc mạc và bình yên của cặp đôi Linh và Phương Anh đã được trên bớt, một tạp chí online khá đình đám về mảng cưới hỏi để mắt đến và dành nhiều lời khen ngợi. Đám cưới được thực hiện theo phong cách Elope Wedding, một lễ cưới diễn ra hoàn toàn bí mật, ngay cả bạn bè, đồng nghiệp, sếp, họ hàng, thậm chí là người thân cũng không được thông báo. Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, Hà Nội thực hiện nghiêm túc chỉ thị, không bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. Thay vào đó, Hà Nội sẽ tăng cường các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đồng thời có văn bản khuyến cáo các nhà thờ, đình, đền, chùa, rung chuông cùng lúc để tạo sự cộng hưởng thông báo với người dân, du khách, thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong tháng 1 năm 2017, nhiều khả năng hoạt động của dải áp thấp xích đạo vẫn có xu hướng hoạt động mạnh. Do vậy, xoáy thuận nhiệt đới vẫn có thể xuất hiện trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Trong tháng 1 dự kiến có 3-4 đợt không khí lạnh, ở miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm vào dịp Tết Nguyên Đán. Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, ngày 2 tháng 1 cho biết, đang tạm giữ hình sự nghi can Dương Quang Long, 50 tuổi, ngụ ấp Thân Bình, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Kỷ, 46 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ. Ban đầu Long khai do có quan hệ bất chính với chị Lệ, vợ anh Kỷ, nên nảy sinh ý định giết anh Kỷ để được tự do quan hệ. Tuy nhiên sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan điều tra, Long mới cúi đầu thừa nhận sự thật là muốn giết anh Kỷ để cướp tài sản, chứ nghi can này và vợ nạn nhân không có mối quan hệ tình cảm yêu đương nào. Sáng ngày 3 tháng 1, đơn vị phát hành thông báo tờ vé số trúng giải đặc biệt trị giá gần 49 tỷ đồng vào ngày đầu năm 2017, được phát hành ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tờ vé có chuỗi 6 cặp số 0918 2433 3639, trùng với giải jackpot của loại hình Mega 645, mở thưởng kỳ 72, có tổng giá trị 48 tỷ 794 triệu 185 nghìn đồng. Không chỉ tài năng trên sân bóng, Vũ Văn Thanh còn khiến người hâm mộ thán phục khi sở hữu trái tim của cô bạn gái Bảo Trân. Bạn gái của hậu vệ đội tuyển Việt Nam sở hữu một vẻ đẹp tinh khiết và không kém cạnh bất cứ hot girl nào. Được biết, Bảo Trân hơn Văn Thanh 1 tuổi và hiện đang làm trong lĩnh vực thời trang, chăm sóc sắc đẹp. Chiều ngày 2 tháng 1, Ngọc Trinh có buổi gặp gỡ truyền thông để giới thiệu dự án từ thiện mới của mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi trò chuyện, cô tiết lộ vừa mua sim khủng 0989999999 từ một doanh nhân chuyên kinh doanh số điện thoại đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh để bán đấu giá gây quỹ từ thiện. Người đẹp cho biết thêm sim được định giá là 20 tỷ đồng nhưng sẽ được bán đấu giá với mức khởi điểm khoảng 10 tỷ đồng. Chiều ngày 3 tháng 1, ông Bùi Nguyễn Gia Khang,
chủ sở hữu chiếc SIM 0989999999 xác nhận đã bán SIM số đẹp nói trên cho Ngọc Trinh. Quý thính giả thân mến, Sơn Tùng MTP đánh dấu chặng đường hoạt động mới ngay sau khi chia tay ông bầu Quang Huy bằng cách ra mắt MV Lạc Trôi vào lúc 0 giờ đêm ngày 31 tháng 12. Ngay sau khi đăng tải, MV này đã thu về gần 4 triệu view chỉ sau một ngày ra mắt. Tính đến thời điểm hiện tại, Lạc Trôi đã có trên 8 triệu lượt xem. Ca khúc này cũng nhanh chóng lọt vào top 6 bảng xếp hạng sản phẩm âm nhạc được xem nhiều nhất trên YouTube do một trang web thống kê lại. Dù có nhiều lượt người xem là vậy, nhưng Lạc Trôi của Sơn Tùng vẫn bị số đông cộng đồng mạng chê, cho rằng vừa khó nghe vừa khó hiểu, khiến nhiều người có cảm giác khó chịu ngay khi giai điệu bài hát vang lên.